Em Ma xin chào các bác nhá. Đấy, tiếp tục con lại giới thiệu đến các bác cái dòng âm ly của Đền Ông. Con này có mã là con ME3 các bác nhá. Đấy, ME3. Có cả chế độ chỉnh EQI các bác nhá. Đây này. Đấy. Chỉnh EQI bao gồm rock và pop các kiểu đấy. Con này thì có cả CD đây, nhưng tuy nhiên thì cái phần CD này thì mắt nó cũng kém rồi các bạn. Đấy, thì bác nào cần thì thay mắt thì không được bỏ qua nhá. Dùng âm ly thôi. Về các bác sẽ phối cho em loa vào đây nhá. Đấy, phối hai chiếc vào, mỗi chiếc một bên. Đấy. Cắm điện thoại máy tính này. Con này có cổng trầm riêng các bác nhá. Bác nào mà cần cắm trầm thì đây. Nó có một cổng trầm riêng. Cổng này thì người ta đã tách cái giải tần số cao rồi. Tức là người ta chỉ bớt lại có duy nhất một giải tần số thấp thôi. Thì khi các bác cắm súp vào đây rất là hay. Đấy, nó chỉ có giải trầm thôi, nghe sướng lắm. Trầm là tần số thấp và tép nó là tần số cao mà. Con này thì thiết kế theo kiểu là mỏng gọn, thế là nhìn nó rất là đẹp các bác nhá, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì em đang bán của nó là giá hơn 1 triệu, tuy nhiên thì em đang chuẩn bị dọn cửa hàng, chuyển cửa hàng sang một nơi khác, thế nên là xả thanh lý luôn cho các bác con này. Đấy, bác nào chốt con này em để giá rẻ luôn, để các bác 850. Đấy, xả gọi là siêu rẻ cho các bác. Thì bác nào chốt con này thì cứ alo cho em qua số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là cái số 0979 891 682. Một trong hai số thì các bác gọi cho em số nào cũng được. Qua trực tiếp cửa hàng lấy hàng cũng được. Còn sau đây thì em sẽ lên một đoạn chất âm, các bác nghe thử nhá. Cái chất âm của nó nhá. Đấy, thì bác nào mà chốt con này thì alo em. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.